Sau bước chạy đà không mấy khả quan, Toyota Vios giờ đây đang là mẫu xe chiếm ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh như Honda City, Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số, nhờ nỗ lực áp dụng ưu đãi của nhà sản xuất, phân phối. Những động thái của các nhà sản xuất, phân phối ô tô tham gia phân khúc sedan hạng B thời gian gần đây đang khiến cục diện cạnh tranh ở phân khúc này nhanh chóng thay đổi. Toyota Vios từ một kẻ bám đuổi Honda City, Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số giờ đây lại đang trở thành ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua đến ngôi vương sedan hạng B bán chạy nhất năm 2024. Sau khi để đánh mất vị thế vào tay Hyundai Accent, Toyota Vios khởi đầu năm 2024 khá chật vật khi thiếu đi sự ổn định về mặt doanh số. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh đến từ những đợt đại hạ giá của Honda City hay Hyundai Accent được đổi mới toàn diện khiến Toyota Vios phần nào mất đi sức hút. Từng có thời điểm, lượng tiêu thụ Toyota Vios đạt chưa tới 500 xe một tháng, do đó liên tục ở thế phải bám đuổi Honda City, Hyundai Accent trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Tuy nhiên, những thay đổi, điều chỉnh của các thương hiệu ô tô tham gia phân khúc sedan hạng B thời gian gần đây đã biến cục diện phân khúc này thay đổi chóng mặt. Honda City, sau nhiều đợt đại hạ giá đã phần nào khiến khách hàng có ý định chọn mua mẫu xe này, e ngại bởi mua xe mới nhanh mất giá. Doanh số Honda City cũng liên tục lao dốc những tháng gần đây. Trong khi đó, Hyundai Accent với thế hệ mới gần như lột xác toàn diện về thiết kế, công nghệ, động cơ lại không được khách hàng Việt Nam đón nhận như xe đời cũ. Nếu trước đây, thế hệ tiền nhiệm của mẫu xe này luôn đạt doanh số bán trung bình trên 1.200 xe một tháng, thì đến nay với thế hệ mới được phân phối trên thị trường, lượng tiêu thụ Hyundai Accent chỉ sấp xỉ tiệm cận mức 1.000 một tháng. Trái ngược với hai đối thủ cạnh tranh, Toyota Vios kể từ khi được Toyota Việt Nam mạnh tay giảm giá bán đã giúp mẫu xe này vươn lên như diều gặp gió trong cuộc đua doanh số. Liên tục 2 tháng gần đây, tháng 7 và tháng 8, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B tại Việt Nam. Tháng 9 vừa qua, với việc được TMV hỗ trợ giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ phí trước bạ, cộng với việc được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% trước bạ theo nghị định 109, doanh số Toyota Vios đã đạt tới 1.842 xe, tăng 832 xe so với tháng 8. Với kết quả này, từ một mẫu xe luôn ở thế bám đuổi, Toyota Vios đang vươn lên chiếm vị trí sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam với 8.812 xe. Thừa thắng xông lên, Toyota đang nỗ lực áp dụng các chương trình khuyến mãi để duy trì lợi thế cạnh tranh cho Vios. Cụ thể, bước sang tháng 10 khi hầu hết các đối thủ như Hyundai Accent, Toyota Vios hay đều cắt giảm ưu đãi sau khi nghị định 109 về giảm lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp sản xuất trong nước có hiệu lực từ tháng 9, Toyota vẫn tiếp tục khuyến mãi giảm giá cho Vios, qua đó giúp mẫu xe này tiếp tục hưởng ưu đãi kép. Với chương trình giảm giá của Toyota với các phiên bản Vios, cộng với việc mẫu xe này đang được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, khách mua xe Toyota Vios trong tháng 10 vẫn đang được giảm giá từ 46 đến 54 triệu. Mức ưu đãi này hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số Toyota Vios tăng trưởng trong thời gian tới.